toàn nó toàn ra Crimson đấy nhỉ. Crimson trong đấy bên ngoài này mạnh thế. Không, thực ra thì chơi Calamity thì Vamai cũng chẳng mạnh lắm. Cái vũ khí nào nó cũng mạnh rồi, chẳng cần đến game Vamai. Ok. Tôi chặt cây làm một thứ nhanh nhanh đánh con King Slam phát. Giọt khỏe vậy cứ. Nhắc thấy cái World ngon hơn World trước rồi. World trước toàn nước không, chạy lung tung phát thấy toàn nước, đi nào cũng có nước. Lít. Rồi phát nào lại nước nữa. Tại sao nó mất chưa? Một đầu đi nổ. Tóc tay ở đây xuống xuống sàn như một đỉnh cụ. Ôi rồi ôi gần thế. Hạ vãi. Má gần vãi. Mẹ gì? Mẹ hắn. Má chạy ngay sang bên phải một tí đã gặp cái Crimson rồi. Đùa. Ở ngay gần nhà mình ấy. Trước mẹ bắn ban ít khó khăn vãi, giờ giáp xị đâu trở. Súng xị. Bắn bộ ban đi level 3. Level bao nhiêu? 8. Ơ, fuck. Sao lại using Calamity mod này? Đéo hiểu. What? Fuck. Vào rồi nè. Rồi. Đéo, em đang đống rồi, xong rồi nó lại phải bắt đấy lại. Nó phải đặt lại đầu. Đéo hiểu. Em thấy anh vào trong phòng rồi nè. What the fuck? Sao này quả da màu xanh lè trong ghê đấy. Em là khi thân được. Ơ có cái, em có cái starter pack không? Cái tập đầu tiên đây. Em không. Không có à, what the fuck? Chỉ mỗi thằng tạo mới được rồi à. Fuck, cái gì nhỉ? Mình chơi Calamity. Anh để expert à? Mình tặng cho cái starter pack mà. Anh để expert không? Cái gì? Có anh không để expert đúng không? Có, anh để expert mà. Fuck. Sao bọn em đánh con slam TS nó chết rồi. Tại vì em đánh nói cho nó đấy em. Thế mà em nhìn thấy hai cái thanh ở trên không? Có, em bảo. Đấy là để thanh expert này. Thanh Red với cả Adrenaline. Fuck. Ngay bên kia có cái Crimson to đùng. Được gì hả? Expert là nếu mình càng lên lên cái level cao là mình máu mình càng mạnh đúng không? Đâu, làm gì có level đâu. À, expert có expert không? Calamity nó có đồ, nó có mấy quả tăng máu chứ nó chẳng cần expert, bình thường cũng có mà. Ok, sa mạc, bên này có sa mạc. Fuck, đâu. À đúng rồi, em dù thằng... Fuck, lag nhỉ? Đã hiểu. Ai không hiểu cái frame skip để nó thế nào, bật hay là tắt? Được tắt nhỉ? Lúc em lên em giật. Được. Calamity nó cũng nặng mà. Frame skip off nè. À, frame skip off đi chậm vãi. Frame skip là kiểu nó như ở dần em kiểu bỏ qua những frame hợp lý. Thế đấy. Đỡ lắm. Cảm ơn. Fuck, sao rồi? Con kèn kèn ăn hành anh. Fuck. Fuck, cái con drone mạnh quá ấy. Đi cạnh thằng vui để cho nó bắn cho. Thằng gơi cho nó bắn cho tí. Đang phải đi đào rác xương rồng lại này, what the fuck.
Anh nhớ đào dư nhá. Cho em ạ. Đang đi tìm hang hổ các thứ mà chẳng thấy có cái quán nào đây cả. Ok. Sao tôi đám này. Đúng rồi, em rủ thằng bạn em vào, nó đi chơi Daria. Đóng con Will. Fuck, là mấy con Slam đấy. Thực lượng nữa anh em mình cũng cố gắng. Không có gì không thể. Bác hổ cứu nước bằng hai bàn tay trắng. Thôi đừng bác hổ đây. Xạo ạ. Cái kiếm cách rút mạch vãi. What the fuck. Này này. Đeo cái này vào đầu. Tăng thêm một slot minion đi. Gọi được hai con slam đấy. Sao đứa nổ rửa sao. Ồ. Không đi đi này, bắt đi sao kéo nổ chưa nổ được. Vứt anh ấy gậy cái, đấy anh gậy bên anh gọi ấy tiếp vào nữa. Ok, kill. Rồi. Mỗi đứa hai con slam. Điểm kim cương là cái đó. Yeah. Anh em mình đi chơi hát không? Bảo lên đây. Đứng như này. Đứng hẳn như này rồi. Anh gọi King Slam ra. Ok. Có 3.000 máu, xong 3 lắm so rồi. Thì đứng đây thôi, đứng đây cho mấy con Slam đánh thôi. Anh nghe mà bật xuống nhá. Ừ, bắn xuống được á. Ban đấy anh gọi này nhưng mà anh hết đạn đấy thì tại nó tại vì chỉ có một con slam nhưng bây giờ mình có 4 con slam không phải xoắn thì hết đạn nữa. Giờ tôi chỉ kêu là chỉ hữu mình thôi, không anh em không làm gì nữa. À, em không làm gì nữa. Anh nhất định khỏi cái này anh bắn được. Nhà anh nào non cho máu rồi tốn mất non nửa ngày giết con này đấy. Để mình nó không đánh được mình đấy. Nhưng mà đồ mình còn yếu. Buổi tối nó có despawn không nhỉ? Có. Buổi tối despawn mà. Khi xa thì có con này thôi. Fuck. Không rồi, mất nửa ngày rồi. Nhanh mà. Định mệnh mấy cái con slam của mình nó phế vật quá. Nó không làm đánh ấy, nó toàn chạy lung tung. À, tao có cái này mà. Định công mạnh. Mía, thảo bom còn thảo bom hụt nữa chứ. Fuck. Cái này tích vàng nhanh lắm. Rồi 200 máu. Zolo lên nào. Zolo đi. Zolo chết anh hoàng lên. Zolo. Á. Ura. Zolo thôi. Zolo thôi. Làm đồ mới chết. Nó 3% máu của nó nào. Các chiến hữu rồi tôi. Ủa nó ăn xúc két ở. Ui. Rồi. Ô tiền nhiều vãi. Nhiều đồ vãi. Có nhiều quặng, có nhiều quặng gỗ phút không? À, quên mất đây là nên có làm đống cho đầu bác ạ. Có cả bộ đồ ninja này. Cái máy này. Anh em có rồi, anh lấy đi. The fuck. Bộ ninja. Anh lấy một lần rồi. Mỗi đứa có một cái à, mỗi đứa một cái chân rồi bác à? Chân rồi bác. Ok. Bác vãi. Mỗi đứa một cái luôn. Anh cứ tưởng là của chung chứ. Ok, bây giờ mấy con slam đánh thì không được nữa. Mình miễn dịch cái slam rồi. Nó có cái viên ngọc slam miễn dịch. Nên tạo nên ở đây một đống quặng, cái người quặng này. Là cái bộ giáp ấy, là cái bộ giáp đấy. Em làm kiếm ấy à? Tôi làm cái kiếm được.
Bộ giáp, defense thấp ở bộ ninja. Thế làm kiếm đi, kiếm. Kiếm đi. Em còn 14 quặng làm gì nhỉ? Thôi vần quá. Đi rồi, đánh con đấy, đánh con boss đấy, đánh con boss tiếp theo đây. Có đủ mạnh rồi ấy. Đấy. Mình miễn dịch bọn này à, đúng rồi. Ừ, cái được cái viên của H, cái đồ HMO của con Slam mà làm miễn dịch với bọn này mà. Em biết rồi. Ê, cái sư tử này. Giết đi, cần cả cái răng, rồi. Cần cả cái răng của nó để... Kia là mini boss này anh ơi. Đâu? Cái Canidrian. Úi dồi, con này đi trên tường đấy. Anh em mình xong rồi. Nhưng nó chạy chậm lắm, cứ để cho mấy con slam đánh nó ít máu mà. Anh em mình cứ đứng yên thôi. Không bắn được mình. Giết con này xong được cái đồ khá là tốt. Một khi ăn đam sẽ tỏa điện xung quanh. Đây là con ngựa. Ok. What the fuck? Tí là đùng ra. Mẹ bọn đệ chậm thế này. Bọn đệ ngu lắm. Anh đi phe bao nhiêu ấy? Anh em 7. Anh mà cái bộ này có 7 đẹp. Nhưng mà bộ này có tác dụng là khi mà dưới 5% máu nó cộng thêm cho 5 đép nữa. Cá được rồi. Ok, quên không mang cái đe. Mang cái đe đỡ đi về nhà. Ok, về đi. Được chưa? Ok, được rồi. Đứng ấy thôi. Không cần đi về đâu, anh ra ngay bây giờ. Cái này mấy cái đồ bình thường mình hầu hết đồ là cũng craft được. Nên là không cần phải tốn công farm đồ đâu. Mấy cái đồ mà trong TA bình thường mình craft được hết mà. Như kiểu giày giết các thứ. Mấy cái phụ kiện nữa. Để ghép thành đồ cao cấp. Làm cái ang. Cái ang siêu này dễ được, cái ang siêu đồ nào cũng farm được. Đồ nào cũng tự craft được, không cần phải tốn công farm. Phải. Lưng, em chơi bận. Bạn mobile farm phải ăn siêu thôi rồi. Ăn siêu vật lắm, thể chơi chơi bản Terra nó cũng thế. Farm ăn siêu vật vẽ trưởng. Ai áp, tại sao? Ai em có boom hâu không? Em có boom hâu ra được. Ok, có zombie này tập điền của em này. Fuck, tiền đó. Mình chết là zombie nó cần hơn tiền của mình đấy. Okay. Này, vứt cho cái này. Lên xong rồi. Đi bộ start. Anh em phải đi từ cái này á? Đi cái này thôi. Rồi. Kệ mẹ cho. Kệ mẹ cho mấy con slam đánh luôn. Qua trông to nhưng mà máu giấy lắm. Nó nhiều nốt mà con này nhiều nốt nên là nó đam nhiều hơn cả con lần kia. Ta nói nhiều quá xong rồi slam. Ui dồi ôi, what the fuck? What the fuck? What? Tại sao nó bắn anh? Tại sao nó bắn anh? Chắc anh đi gần đâu mà nó bắn. Fuck. Thôi bắn giết rồi. Không sao cả. Ôi. Nó bắn được á? Đau vãi. Ok, what the fuck? Bắn được kìa. Hồi trước anh chơi đâu nó cũng bắn được. Đau vãi, thành chơi đừng lên cao nữa. Không, anh xây cái đường ở trên dài rộng một tí để mình chạy được. Ok. Má tốn công quá. Công của tôi đổ xuống bờ biển là tôi khinh địch quá. Tôi không nên khinh địch. Fuck. Khinh địch là ăn đòn. Trời ơi. Sao không được. Rồi vậy phải lại kiếm lại. Em đi xây nhà. Mỗi thằng chia làm một việc. Một thằng đi kiếm thôi.
quên mất. Ta xương rồng đi. Má nhưng mà xương rồng vứt ở nhà rồi. Xem bên này còn không? Anh để map last à? Hay là medium thôi. Đã không chơi được. Map rộng thì khó chơi lắm. Map rộng càng rộng thì chạy càng mỏi chân. Không mà Calamity này hát móc thì sao nó có cái đồ mình di chuyển đến bất cứ chỗ nào cũng được. Không phải bất cứ chỗ nào di chuyển đến rừng được, di chuyển đến dungeon với cả mấy chỗ được. Không cần phải tốn công chạy lung tung. Sao quái đông đấy? Không, nó tù thua đông vãi. Ơ định vậy. Thế là cuối cùng mình vẫn phải về nhà lấy xương rồng à? Để xương rồng mình đào hết rồi nó chưa kịp spawn ra. Chuẩn mẹ rồi. Quá đông quá. Vẫn phải về nhà lấy xương rồng. Fuck. Em này có thủ. Xương rồng ơi bạn đâu đây rồi? Tốn công mẹ mình đi, mình định hack não cùng mình mẹ vẫn bị nó hack não. Fuck. Sau này Calamity cần còn là máu xanh là cây không anh? Cái gì? Sau này Calamity còn máu xanh nước biển xanh là cây à? Ừ. Khoan đã. Gần nhà mình chỗ nào có nước nhỉ? Không có đâu. À, có gần nhà mình có nước. Anh nghĩ mình nên làm thêm cái thuốc tạo giáp nữa. Chuẩn hơn. Cố thủ đấy đi. Khoan các bạn. Tầm 3 con zombie. Không. Tầm 3 zombie mà. Chúng mày đừng cửa, chúng mày giết tao. Mình đánh đi. Mình đánh xong con King Slam mà có đồ rồi. Có phê xét này rồi đánh được. Xoắn. Thì nữa anh em mình chỉ cần đứng yên cho con Slam nó gì ạ. Xong chạy được. Hồi đầu này quái chưa mại. Đứng yên cho mấy con Slam nó gì ạ. Ôi em xong rồi, em không ổn rồi. Em what the ổn. Fuck cái gì ơi. Em không ổn. Anh đấy chưa? Mr. Sark, I feel... em don't feel so bắt, good. Anh xa vãi. Em không ngủ được, em không ngủ được rồi. Đúng rồi. Mr. Hoàng, I don't feel so good. I feel so good. No, anh đến đây. Rồi, vừa bút máu rồi, có máu rồi. Gần tí trên. Tại anh cố anh đi làm thêm hai bình thuốc tăng thủ nữa. Đâu quá. Ủa, 200 zombie rồi, vậy cứt. I come here, I come in. Ủa, 20 máu. 40 máu. Oh fuck, kẹt được. 10 máu. Fuck, chết rồi. Không, Mr. Hoàng, I die. Có vuông hâu không? Có vuông hâu không? Mình không loot được vuông hâu, để vuông hâu đánh cho mấy cái lọ ra hết trời. Ờ fuck, sao nhà vẫn mất này. Hình như tại vì em chưa set on. Hình như mỗi anh set on rồi em chưa set on hay sao? Em set rồi. Chắc dạ. Bạn ơi. I don't feel so good. Cái niệm anh là gì ạ? Niệm thùng thuốc anh là gì nhỉ? P ạ? Hay là bắp nhỉ? Là B. Như là B. Bạn sẵn sàng chưa bạn? Thế mình để ban ngày à? Để ban ngày thì đỡ mấy vụ mấy con mắt hơn. Xe này giống rộng một tí còn né được. Ôi. Em bao nhiêu thủ rồi? Em 8. Anh có 7. Ok. Bây giờ là anh chạy. À, sao rồi? Em chậm. Tên này. Ồ, lại mưa. Fuck, mưa. Gọi luôn đi. What the fuck? Em sẽ bắn mất. Cái đấy hôn máu. À luôn, mình quên mất, mình có con này mà nhỉ. Tại sao mình quên được?
Ê, nhưng mà cái này phô nam hơi đau đấy. Không, cái này cũng không không định phô nam. Thật đâu? Rơi dưới kia xem. Em thử nhá. Nó giảm thôi chứ nó không mất đâu. Sợ chưa? 84 máu, sợ chưa? Đâu lúc em giờ ở 7 zombie rồi. Pháp công thức giảm đam mà em nhớ giảm đam mà được. Nó giảm đam nhận vào nhớ. Rơi, nó vẫn em rơi cao, nó vẫn máu. Nó sẽ giảm em tại vì con này nhảy cao hơn, nó sẽ giảm những cái đam rơi ở tầm trung bình. Đi gọi các boss bây giờ. Fuck. Để em có máu ạ. Máu hồi chưa? Em chưa, em mất nhiều máu ạ. Ờ, nên bú bình nhỉ. Ok, cứ đứng yên hồi máu. Kiểu gì mới đợi buổi sáng lên mà. Ơ, máu nó hồi nhanh hơn à? Máu hồi nhanh hơn đúng không? Sáng rồi đấy. Gọi boss đây. Uống thuốc tăng máu vào, uống thuốc tăng thủ vào. 3, 2, 1. Bật tab lên xem minimap. Ơ đỉnh mạnh mấy con slam. Ơ slam. Được rồi mọi mày. No, đây là một quyết định sai lầm. Đây là một quyết định cực kỳ sai lầm. Rồi. Ơ slam kìa. Rồi. Mọi thứ đã theo đường sát. Nó bắn được né rồi. Cái này có chỗ né rồi. Không sợ nữa. Rồi. Đấy, có chỗ né gì không mà. Đâu cần phải là đêm. Úi dồi. Nhạc hay vậy. Cái nhạc em kêu vậy. Nhạc càng đi hay cực luôn. Thế nghe của anh nghiện đấy. Nhạc đánh boss, nhạc đánh con boss nào cũng hay luôn. Ủa? Ôi dồi, lần đầu. Anh Quỳnh Tính, anh Công Dơ, anh Công Dơ, anh Quỳnh, anh chiến thắng. Sao rồi, rồi, ngoan rồi. Nhưng em có được cái chân rồi bác không? Được, không hiểu. Em đến á. Nếu chỉ có một người đánh cái này thì có được cái chân rồi bác không? Có một cái này. Đúng rồi. Để em đến như có hai mà, em mới là hai. Để em đến, đợi em. Còn đấy chết thì mới có đệ vẫn còn. Không sao. Con gì nhỉ, con Dryad mình nó sẽ bán cái đồ áo này rồi. Bây giờ nếu mình muốn phát đồ mình chỉ cần mua cái đồ mình có lấy lại rồi. Muốn đánh lại mình mua cái đồ spawn ạ. Ừ, mình đánh xong cái boss nào mấy con NPC nó sẽ bán cái đồ đấy. Cái này nó không có thêm NPC mới, nó vẫn mấy con NPC cũ thôi nhưng mà nó thêm đồ bán được, thêm đồ mua được. Ok, what the fuck. Ồ, có chơi được bác này. Có à? Vâng. Cái cung. Ồ. Cái cung này bắn ngon hay cực, cái cung này bắn tốt cực. Ồ. Cái này là throw damage này, ngon vãi. Throw damage. Đấy, có con này bây giờ đánh được ai có thu rồi nhưng mà phải giáp mạnh hơn. Become friendly and provide. Ồ. Most ocean enemies become friendly and provide water breathing. Yay!